Ngày Thế giới phòng chống bệnh S. Liên Hiệp Quốc chọn ngày 1 tháng 12 là Ngày Thế giới phòng chống bệnh hội chứng suy giảm miễn dịch. Căn bệnh được y khoa phát hiện năm 1981, tiếng Anh gọi là bệnh S, dẫn đến từ tình trạng HIV, nghĩa là tình trạng nhiễm vi khuẩn giảm miễn dịch. Tiếng Pháp gọi bệnh này là SIDA. Đây là căn bệnh của thời đại và là đại dịch mang nhiều tai ương, đe dọa cho thế giới. Chỉ tính đến năm 1981 là năm phát hiện ra căn bệnh kỳ quái này. Đến năm 2006, đã có 25 triệu người chết vì nhiễm bệnh. Nguy hiểm của bệnh là hiện tượng giảm sút rất nhanh, khả năng đề kháng của cơ thể. Nói cách khác, bệnh nhân sẽ không còn sức chống lại bất cứ một loại vi trùng, vi khuẩn nào từ bên ngoài vào, và đội quân phòng thủ của cơ thể hầu như hoàn toàn bị tê liệt, lây nhiễm qua đường sinh dục và máu. Vì thế, những quan hệ tình dục với người ở tình trạng có vi khuẩn giảm miễn dịch, tức tình trạng HIV, hoặc cho máu, nhận máu, chung đụng kim chích với những người đã rơi vào tình trạng HIV đều đưa đến nguy cơ mắc bệnh. Những người mẹ bị nhiễm HIV cho con bú cũng lây nhiễm cho em bé, chỉ riêng nước bọt và nước mắt là không lây nhiễm. Từ nhiều năm nay, rất nhiều cố gắng và nỗ lực của y khoa và cộng đồng quốc tế trong công cuộc đi tìm thuốc chủng và thuốc chữa căn bệnh quái ác này, nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả khả quan. Ngoài một số thuốc làm chậm lại sức phát triển vũ bão của bệnh, suy nghĩ về bệnh S, người viết nhận thấy bệnh S thời nay và bệnh phong hủi thời Đức Giêsu đã không mấy khác nhau. Để biết về tình trạng người phong hủi thời Đức Giêsu, chúng ta cùng xem luật Mô-xê và nhìn người mắc bệnh phong hủi như thế nào. Khi trên da thịt người nào phát ra nhọt, lát hoặc đốm và cái đó trở thành vết thương phong hủi, thì người ta sẽ đưa người ấy đến với các tư tế Aaron hoặc với một trong các tư tế con của Aaron. Tư tế sẽ khám vết thương trên da thịt nó. Nếu lông ở vết thương đã chuyển sang màu trắng và vết thương xem ra lõm vào da thịt, thì đó là vết thương phong hủi. Người mắc bệnh phong hủi phải mặc áo rách, xõa tóc, che râu và kêu lên ô uế, ô uế. Bao lâu còn mắc bệnh thì nó ô uế. Nó ô uế, nó phải ở riêng ra, chỗ ở của nó là một nơi bên ngoài trại. Như thế, người phong hủi bị luật xếp vào hạng ô uế. Ô uế nên phải tự động tránh xa mọi người, không được để ai đụng chạm đến mình. Họ không được ở trong làng, trong trại với người khác, không được lại gần, trò chuyện, giao lưu với người khác, nhưng bị cô lập, tẩy chay, khoanh vùng và phải sống vất vưởng với những người phong hủi khác ở những nơi hẻo lánh, không dân cư. Xã hội coi người mắc bệnh phong hủi như những người đã chết và lề luật Mô-xê quy định ai chạm đến người phong hủi sẽ trở nên ô uế, dơ bẩn. Người bị bệnh phong hủi vì thế trở thành người bị xã hội ruồng bỏ, miệt thị, tôn giáo xếp vào hạng phải xa lánh, gia đình, thân thuộc, bạn hữu bỏ rơi, không chăm nom, đoái hoài. Họ sống cuộc sống của người chờ chết, nhưng chờ chết ngoài xã hội, xa khỏi sinh hoạt của mọi người. Sách Lê-vi cũng đưa ra những việc thầy tư tế phải làm để tẩy uế người phong hủi sau khi được lành bệnh. Đây là luật về người phong hủi. Trong ngày nó được thanh tẩy, nó sẽ được đưa đến với tư tế. Tư tế sẽ ra khỏi trại, tư tế sẽ khám. Nếu người phong hủi đã khỏi vết thương phong hủi, thì tư tế sẽ truyền lấy cho người được thanh tẩy hai con chim còn sống và thanh sạch, gỗ bá hương, phẩm cánh kiến và cành hương thảo. Tư tế sẽ truyền xác tế một con chim trên một bình sành đựng nước mạch. Con chim còn sống thì tư tế sẽ lấy nó cùng với gỗ bá hương, phẩm cánh kiến và cành hương thảo và nhúng hết, kể cả con chim còn sống, vào máu con chim đã bị xác tế trên nước mạch.
Tư thế sẽ rẫy 7 lần trên người đang được thanh tẩy khỏi phong hủi, tuyên bố nó thanh sạch, rồi thả con chim còn sống ra ngoài đồng. Người được thanh tẩy sẽ cạo hết lông, lấy nước mà tắm rửa và sẽ ra thanh sạch. Sau đó, nó được trở về trại, nhưng phải ở bên ngoài lều của mình trong vòng 7 ngày. Đến ngày thứ 7, nó sẽ cạo hết lông, cạo đầu, râu và lông mày, sẽ giặt áo, lấy nước tắm rửa thân thể và sẽ ra thanh sạch. Chính vì thành kiến đã hằn sâu thành nếp và vì lề luật đã gán cho người phong hủi nhãn hiệu ô uế, nên đám đông người Do Thái đã hết sức ngạc nhiên khi Đức Giêsu gặp gỡ và chữa người phong hủi, như các tin mừng Matthew chương 8 câu 1 đến câu 4, Marco chương 1 câu 40 đến 45 và Luca chương 5 câu 12 đến 16 tường thuật. Khi Đức Giêsu ở trên núi xuống, đám đông lũ lượt đi theo người. Bỗng có một người phong hủi tiến lại gần, bái lạy người và nói: "Thưa Ngài, nếu Ngài muốn, Ngài có thể cho tôi được sạch." Người giơ tay đụng vào anh và bảo: "Tôi muốn, anh sạch đi." Lập tức anh được sạch bệnh phong hủi. Rồi Đức Giêsu bảo anh: "Coi chừng, đừng nói với ai cả, nhưng hãy đi trình diện tư tế và dâng của lễ như ông Môsê đã truyền, để làm chứng cho người ta biết." Chúng ta thấy anh phong hủi này gan lì thật, khi bất chấp luật Môsê len lỏi giữa đám đông đến gặp Đức Giêsu xin Ngài chữa, vì anh không được phép lân la đến chỗ đông người, chưa kể phải luôn miệng hô ô uế như luật định, để không ai vô ý đụng vào mình. Anh cần được sạch, khao khát được chữa lành, nên không còn sợ đám đông, cũng chẳng sợ lề luật, lì lợm tiến đến gặp Đức Giêsu. Đức Giêsu cũng gan lì không kém anh khi giơ tay đụng vào anh, cử chỉ mà không người Do Thái nào dám làm, không những vì luật cấm mà còn vì sợ lây nhiễm căn bệnh nguy hiểm, quái ác vô phương cứu chữa. Không những giơ tay đụng vào anh, Ngài còn biểu lộ công khai ý muốn chữa anh để anh được thanh sạch, công khai trả anh về với đời sống xã hội, tôn giáo mà bấy lâu anh đã mất vì bị coi là ô uế, khi bảo anh hãy đi trình diện tư tế để làm chứng cho người ta biết. Quả thực, thời Đức Giêsu, người phong hủi bị khinh miệt, ruồng rẫy, phải sống vất vưởng ngoài đồng, xa khỏi mọi người thế nào, thì thời nay, người mang căn bệnh S hay SIDA hiểm nghèo cũng chung một số phận, tuy cách thức có khác nhau. Khác nhau giữa cánh đồng và khu tập trung cách ly, nhưng cùng chung cái nhìn không mấy thiện cảm của nhiều người. Khác nhau cách ăn mặc, sinh hoạt, nhưng chung thái độ lạnh lùng, dửng dưng, khinh bỉ của nhiều người. Khác nhau mức sống văn minh, nhưng chung tủi nhục, bị mọi người tẩy chay, né tránh. Khác nhau khả năng chịu đựng, nhưng chung mặc cảm thấp hèn, vô tích sự, bị bỏ rơi. Khác nhau phương tiện chữa trị, nhưng chung nỗi thất vọng tàn đời, trở thành phế nhân. Nỗi đau trên thân xác của cả người phong hủi ngày xưa và người mắc bệnh S, SIDA ngày nay có lẽ không thấm thía gì với nỗi đau tinh thần. Đau vì cô đơn, đau vì tủi hận, đau vì bẽ bàng, đau vì tiếc nuối chẳng bao giờ buông tha, xót xa chẳng bao giờ thôi đay nghiến dằn vặt. Ngày Thế giới phòng chống bệnh S, SIDA cũng là ngày chúng ta nhìn lại mình trong tương quan với anh chị em kém may mắn mắc bệnh S, SIDA. Nhưng chỉ nhìn lại mình thôi, e rằng chúng ta sẽ chỉ gặp những cảm xúc tiêu cực. Tốt hơn, hãy nhìn vào Đức Giêsu để chiêm ngưỡng dung mạo Thiên Chúa giàu lòng xót thương và học chạnh lòng thương với Ngài, bắt chước Ngài giơ tay đụng vào người anh em bị coi là ô uế để sẻ chia, nâng đỡ, ủi an, chữa lành bằng chính tình yêu thương xót của Thiên Chúa làm người, đấng cư ngụ giữa những người nghèo đói, bệnh tật, bị khinh miệt, bỏ rơi để bên vực, cứu chữa. Tôi yêu màu áo trắng, đi làm đẹp
trong suốt đời.